Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai, 24 tháng 5 năm 2021. Lời nguyện phó dâng số 03. Đây là lời cầu nguyện của cha Giuse Nguyễn Công Đoan dòng tên. Ngài đã viết trong thời gian còn đi tù. Tôi không nhớ rõ đích xác năm nào, nhưng có lẽ vào khoảng năm 1985, 86, 87 gì đấy. Bởi vì cha Nguyễn Công Đoan phải đi tù khoảng 10 năm. Khi cha vừa mới được ra khỏi tù thì cũng gặp dịp các liên tu sĩ họp mặt tại tu viện dòng Thánh Francisco ở Dacao. Và trong buổi gặp gỡ đó, cha Giuse Nguyễn Công Đoan đã đọc lại lời cầu nguyện này thuộc lòng. Giọng thì nghẹn ngào. Và hôm ấy cũng rất nhiều người đã rơi nước mắt. Vì đây là một lời cầu nguyện rất là xúc động. Chúng tôi xin được dâng lời cầu nguyện này hôm nay với anh chị em. Lời cầu nguyện: xin dùng con theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cụt, làm đôi mắt cho ai đuôi mù, làm lỗ tai cho người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa để đưa cơm cho người đói đang chờ, và đưa nước cho người họng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người rét đang run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đầy. Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem yên bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho những ai gặp rủi ro. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc an vui. Còn phần con xin gửi hết nơi Ngài, là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống. Ngài cho con tất cả niềm hy vọng để tin yêu mà vui sống trọn đời. Amen.